Kính thưa cha Phêrô Nguyễn Văn Cường, kính yêu, kính thưa các thầy trong cung phòng khám yêu thương và cho không của cha Tường, kính thưa các mạnh thường quân đã có mặt ở đây và trong cả nước cùng với 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hết lòng ủng hộ cho cha Tường để đi đến thành công công nghệ cháo nano, trà thảo dược và nước kiềm để chữa bệnh cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Hôm nay trong niềm vui phấn khởi này, tôi là một bác sĩ nhưng vấn đề chữa ung thư là mới mẻ, bởi vì chữa ung thư không có trong giáo trình dạy chúng tôi ở trường đại học. Và đây là một vấn đề, một căn bệnh sau Covid, và các bệnh nhân đến đây từ các bệnh viện ung bướu của Sài Gòn và các bệnh viện ung bướu khác ở thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện K3 Tân Triều ở miền Bắc là bệnh viện chữa ung thư lớn nhất, đã cảm nhận được cái điều kỳ diệu của phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược, bằng cháo nano và nước kiềm. Thì rất vui mừng là các bệnh nhân, 5 bệnh nhân mà các thầy vừa công bố đã được khỏi bệnh. Thì đây là điều sung sướng, và như cha nói khi tôi vào đây lần đầu, cha nói là bác Hòa ơi, bác cứ nhìn ánh mắt của những bệnh nhân ra viện mà xem, con không thể tả được, suốt đêm về con không ngủ được vì những ánh mắt đấy, và cảm thấy mình nó hạnh phúc, nó khỏe lên như thế nào. Thì các bệnh nhân đã được sống lại lần thứ hai, và quê hương ấp Rồng Lớn, 94 ấp Rồng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh sẽ là quê hương thứ hai của các bệnh nhân, 5 bệnh nhân ra viện hôm nay, và lần lượt các bệnh nhân đã có mặt ở đây và chưa đến đây để dự lễ xuất viện cho 5 bệnh nhân sẽ lần lượt được ra về với công nghệ mà cha đã dạy dỗ cho 4 thầy để các thầy chuyên nghiệp và trở về trạng thái là sẵn sàng ứng cứu tất cả các căn bệnh ung thư khi các bệnh nhân đến đây. Nhưng cũng phải nói thật rằng vì cha quá yêu thương mọi người, cha quá thương bệnh nhân, trên cha nói rằng bác Hòa có những ca 4 thầy họ hội chẩn lại khẳng định là không thể chữa được, như cha bảo thôi cứ cho họ ở lại vì họ không còn chỗ nào để họ bấu víu vào, bệnh viện đã từ bỏ họ rồi. Bây giờ về nhà thì suốt ngày người nhà vất vả và lo lắng khóc, thương họ thì cho họ ở đây, và nếu mà Chúa thương mà cứu được họ là tốt, còn không thì họ cũng thanh thản ra đi vì đã được các thầy cứu chữa. Cho nên là có những bệnh nhân như vậy thì tôi theo dõi khi từ biệt họ trở về quê hương thì họ với ánh mắt sung sướng và mãn nguyện vì họ không còn băn khoăn gì nữa. Thì đấy là những cái điều mà cha đã dành cho tất cả các bệnh nhân. Trong niềm vui này, tôi đáng nhẽ là sau một thời gian cha ra đi thì tôi có định chuyển hướng. Thì cũng thưa với cha là vì công trình của cha độc nhất vô nhị trên thế giới, như là một tạp chí về chữa ung thư thế giới đã nói, từ nay thế giới biết đến tên tuổi của một người, đó là cha Phêrô Nguyễn Văn Cường, nhà khoa học với công nghệ cháo nano, trà thảo dược và nước kiềm. Đó là một thiên tài thực sự ngời sáng và đáng khâm phục. Chính vì vậy mà bang Philadelphia là một nơi trung tâm của nước Mỹ, có những viện nghiên cứu lớn, có những bệnh viện lớn và có những trường đại học lớn nhất của nước Mỹ và thế giới chuyên về nghiên cứu ung thư đã làm hồ sơ mời cha và thầy Thanh đi. Nhưng khi tôi vào đây đầu quân thì thầy Thanh và các 4 thầy đây đã thưa với cha và họp lại và cùng với thầy Thưởng và ban giám đốc là nên đề nghị là cho tôi đi trước, sau đó thầy Thanh đi sau. Đây là cái điều tôi cũng hết sức tri ân các thầy đã tôn vinh tôi và cho tôi làm cộng sự đi theo cha, nhưng công việc làm visa sang nước Mỹ rất khó, chưa thể hoàn thành vì cha đã về với Chúa. Trên con xin cha là cha phù hộ cho phòng khám chúng con, 4 người con yêu thương của cha cùng với thầy Thưởng, và con và các thầy ở đây sẽ theo cha để giúp đỡ các bệnh nhân để xứng đáng là những người con thứ hai, thứ ba của cha khi vào trong này. Thì cha hãy yên lòng để Chúa và Đức Mẹ phù hộ độ trì cho chúng con, cha phù hộ độ trì cho chúng con để chúng con yên tâm chữa bệnh cho các bệnh nhân như lương y, như từ mẫu, và xứng đáng là những đứa con của cha, và như cha đã xứng đáng là con nuôi của cố giáo sư Trần Kim Thạch đã truyền lại cho cha công nghệ cháo nano và biến xi măng, biến cát sỏi, biến tro để thành xi măng vĩnh cửu, như cha chưa kịp hoàn thành thì cha đã về với Chúa. Kính thưa các bệnh nhân,
nói nhiều cũng không thể nói hết được tấm lòng của các thầy thuốc và những người phục vụ ở đây đối với các bệnh nhân. Các bệnh nhân khỏe mạnh, khuôn mặt mỗi ngày một hồng lên và đến đây với niềm sung sướng được các thầy tận tình cứu chữa, thì đấy là niềm an ủi cho các thầy thuốc chúng tôi. Mà chính vì sự quyết tâm của các bệnh nhân, trên các bệnh nhân với cùng với công nghệ của cha với chiến thắng. Chứ còn bảo là xin lỗi các bệnh nhân là con mới ăn chay được một năm thôi, nhưng mà bảo là không muốn ăn mặn là nói dối. Nhưng mà khi mà cha gọi điện, cha hỏi con là hòa mày đã ăn mặn chưa, bảo thưa cha con ăn mặn được 2 tháng rồi, thì cha bảo mày có chữa được ung thư không, thì con bảo là thưa cha con chưa biết chữa ung thư, thì cha bảo là hòa mày đút cái bằng của mày đi, mày vào đây ta dạy chữa ung thư cho mày, là bác sĩ mà mày không chữa được ung thư à. Vậy thì hai vợ chồng cùng nghe và nghĩ rằng dứt khoát vào cha thì cha sẽ chữa được ung thư cho con mới bảo. Nhưng mà cha thử thách rất nhiều, cha nói là nếu bác không chữa bệnh mà bác không ăn chay thì bác cũng không chữa bệnh cho bệnh nhân, thì con cũng không dám nhận bác. Thế thì có lần đi ra Duyên Hải thì một bên là mâm chay, một bên là mâm mặn, thì cha cứ xui con là bác hỏa hôm nay bác thử ăn mặn một bữa đi, nuôi dưỡng những con cua này nó béo, bác không thể ở miền Bắc có con cua nào ngon như thế đâu, cái khạch của nó ngon lắm, bác về bác ăn không quên được với những con tôm với cái gì. Thì đúng là lúc ấy may cho con ấy, cái khẩu vị của trong cơ thể con là nó không thèm nữa. Chứ còn nếu không thì nó thèm thì cứ nuốt nước bọt nhưng không dám ăn thì nó khổ lắm các bệnh nhân ạ. Thì các bệnh nhân cũng cố gắng theo pháp đồ của cha về nhà trước nỗi vui mừng của gia đình, có thể là làm thịt chó, làm thịt lợn để chúc mừng bệnh nhân đã từ có chết trở về. Thì các bệnh nhân cũng thản nhiên như vậy, cứ theo pháp đồ của cha để ăn cháo nano, uống trà thảo dược và uống nước kiềm để mình khỏe mạnh lên, để Chúa ban, Đức Mẹ ban và cha ban cho các bệnh nhân sống 100 tuổi mới về với cha thường nhá. Thế thì tôi rất xúc động và không biết nói gì hơn. Thì trước hết con tạ ơn Chúa, con tạ ơn Đức Mẹ, con tạ ơn cha Tường đã dạy dỗ và đào tạo được 4 đứa con của cha, và chúng con là thế hệ thứ 2, thứ 3 cha sẽ giao cho các thầy để giúp đỡ dạy dỗ chúng con, để chúng con cũng chuyên nghiệp và cũng có nhiều khả năng chữa bệnh ung thư như các thầy, để chúng con giúp đỡ và phục vụ tận tình bệnh nhân với phương châm lương y như từ mẫu. Con xin được dừng lời và xin kính chúc các bệnh nhân mạnh khỏe và đỡ và khỏe bệnh. Thank you.